Ở đây nó là cái treo củi nhạc đèn Tommy, nó là hàng của Nhật, nó có thể treo củi và để bàn luôn, nó có một chân gắn riêng. Rồi ở đây nó có một cái công phía sau, nó có công tắc chính on off ha, đang on đây. Rồi cái công tắc để tắt mở để tính năng của nó đây. Lưu ý là cái vòng xoay của nó ở trên của nó là xoay rất chậm nha, để cho bé nó ngắm nhìn mấy con thú bông á. Và tất cả các cái thú bông này là có thể tháo ra giặt. Đây nó dán vào đây, nó dùng miếng dán à, chỗ đó có thể mở ra ha. Ở đây nó cái nút này là nó điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ đây, hoặc là tắt nhạc luôn. Đó, lúc đó là tắt nhạc luôn, cái vòng quay ở trên thì nó vẫn còn quay nhưng mà là nhạc thì tắt rồi. Rồi cái nút này là dùng để chỉnh đèn đây. Đó, một nấc này là đèn nó mờ, bấm thêm lần nữa là đèn sáng lên à, bấm lần nữa là tắt luôn. Còn cái nút đây nữa này để chọn cái chế độ nhạc, chế độ này đang chế độ du dương cho bé nó ngủ à, còn bấm cái đó qua giai điệu nhạc sôi động của bé nó nằm chơi. Rồi kết hợp thêm cái nút này nữa để đổi chế độ nhạc. Rồi cái này nó sử dụng là 3 viên pin trung. Rồi cái này chỉ là bây giờ chỉ là cái chân gắn ngoài thôi ha, khi mà gắn treo củi để trước tiên tắt nó đi cái đã. Rồi khi mà treo củi thì gỡ cái này lên ha, và đây nó có nấm vặn xoay, gác cái này vào thành củi và xoay cái nấm phía sau tới. Và đây là cái hộp pin 3 viên pin trung của nó. Rồi và cái cây xoay ở bên trên á để tháo ra với một cái chốt khóa. Đây, cái này là chốt khóa, mình gạt cái này là mình giật cái cây này lên được. Dùng hai tay thao tác nó dễ hơn ha. Đó, nói chung cái này là chốt khóa nè. Gạt nó xuống mình giật cái cây ra. Đó, giật cái cây này ra luôn.